Podcast đầy Hà Nội, Hà Nội tin mỗi chiều. Chào bạn, tôi là Hoa Mai, người đồng hành cùng bạn trong số podcast Hà Nội tin mỗi chiều của Đài Hà Nội ngày hôm nay. bản thân mến, dự thảo luật thủ đô sửa đổi quy định áp dụng biện pháp ngăn chặn và đảm bảo xử lý vi phạm hành chính, ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước tại địa điểm vi phạm đối với công trình, cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm trong các lĩnh vực đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy mà đã bị xử phạt vi phạm hành chính. Đây là yêu cầu được đặt ra từ thực tiễn nhằm đảm bảo tính khả thi, nghiêm minh trong xử lý vi phạm hành chính đối với các công trình lĩnh vực xảy ra vi phạm. Tại phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã đề xuất, với các công trình đang thi công có vi phạm thì cách tốt nhất để dừng lại là cắt điện nước không cho thi công. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh lấy ví dụ, nếu như cố tình xây nhà quá tầng không đảm bảo phòng cháy chữa cháy thì cách tốt nhất khiến họ dừng lại chỉ có thể là cắt điện nước không cho thi công nữa. Một số công trình chung cư mini ở huyện Thạnh Thất, địa phương buộc phải có biện pháp phân công công an canh trừng, không để người dân vào ở. Nếu không làm như vậy, công trình sẽ không cần được nghiệm thu mà dân vẫn cứ vào ở. Và như vậy, giải pháp hiệu quả nhất chính là cắt điện nước. Cũng theo đề xuất của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, chỉ Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, huyện thành phố mới được trao thẩm quyền này, tinh thần là không có gì cao hơn mạng sống của con người. Theo kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, cơ sở pháp lý trong xem xét xử lý công trình vi phạm hiện đang thiếu đồng bộ, nhất là trong xử phạt vi phạm hoạt động xây dựng hạ tầng. Qua bài học kinh nghiệm trong xử lý vừa qua cho thấy, không chỉ tăng cường tuyên truyền mà phải quyết liệt xử phạt vi phạm thì mới phát huy hiệu quả. Nếu các công trình không thực hiện theo quyết định xử phạt thì phải cưỡng chế để thực hiện hà nội hiện nay là thành phố đông dân diện mạo đô thị phát triển rất nhanh chóng việc ngừng cung cấp điện nước với những hộ dân vi phạm trong lĩnh vực đất đai xây dựng phòng cháy chữa cháy đã bị xử phạt vi phạm hành chính cho thấy quyết tâm chính trị rất cao vấn đề là khi áp dụng biện pháp cắt điện nước cần chú ý không làm ảnh hưởng cư dân xung quanh để đảm bảo quyền lợi cho họ việc trao quyền cho hà nội có biện pháp hành chính đặc thù trong luật thủ đô sẽ giúp chính quyền các cấp thực hiện hiệu quả hơn chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố trong đó cắt điện nước đối với công trình vi phạm chính là một trong những công cụ ngăn chặn vi phạm từ sớm từ xa hướng tới mục tiêu bảo vệ sinh mạng cho người dân Bạn thân mến, tình trạng nhà trùng số, phố loạn tên đã diễn ra trong nhiều năm tại thành phố Hà Nội và một số thành phố lớn trên cả nước. Điều này gây ra nhiều rắc rối, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân và cả vấn đề quản lý đô thị. Bộ xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo thông tư về quy định đánh số và gắn lại biển số nhà. Thông tư này dự kiến sẽ được áp dụng trên toàn quốc từ tháng 8 tới, được kỳ vọng sẽ chấm dứt tình trạng kéo dài suốt nhiều năm qua. Tình trạng trùng lắp và lộn xộn trong số nhà vẫn đang tồn tại trên rất nhiều tuyến phố tại Hà Nội. Đơn cử tại đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, chiều từ cầu Thăng Long về Cầu Giấy, trụ sở Bộ Công an ở địa chỉ số 47, nhưng liền kề bên cạnh các số nhà rất lộn xộn, nhảy cóc, chẵn lẻ xen kẽ, thậm chí có căn nhà gắn tới hai biển số. Anh Thái Bá Thắng, một tài xế công nghệ ở phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm cho hay, đã rất nhiều lần anh phải đi lòng vòng trên con đường này để tìm địa chỉ giao hàng cho khách con phố Trần Hữu Tước ở phường Nam Đồng, quận Đông Đa, trên đoạn đường dài 700 m từ Nguyễn Lương Bằng tới Hồ Xã Đàn, có đến hàng chục ngôi nhà trùng số. Thứ tự các số nhà rất lộn xộn, không theo một nguyên tắc nào cả. Cách đây ít ngày, tôi có đến thăm một nhà người bạn trên con phố này. Sau một hồi ngược xuôi tìm kiếm, hỏi thăm những người dân sống xung quanh, vẫn không lần tìm ra ngôi nhà của người bạn. Nhà không số, phố không tên là tình trạng mà gần 4 năm nay những người dân tại một con đường thuộc xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng buộc phải chấp nhận. Để thuận tiện cho việc tìm kiếm, hàng chục căn nhà đành lấy tên khu đầu sầy để dễ phân biệt. Điều này cũng gây ra nhiều bất tiện, đặc biệt trong trường hợp nguy cấp như gọi xe cấp cứu cho người bệnh. Lý giải nguyên nhân về việc chậm trễ cấp số nhà cho người dân, cán bộ ủy ban nhân dân xã Đan Phượng cho biết hiện các hộ dân này nằm trong quy hoạch đường mới của huyện. Đồng thời, việc huyện Đan Phượng định hướng lên quận nếu cấp số nhà trong thời gian này sẽ trồng chéo và gây phiền hà về thủ tục sau đó. Theo Bộ Xây dựng, cơ quan chức năng cần đánh lại số nhà cho các tuyến đường có nhiều nhà xây mới hoặc số nhà tự phát, chưa có nhà xây liên tục nhưng có đoạn xây mới kéo dài tuyến đường đã đánh số. Đường đã đặt tên, đánh số nhưng được mở rộng, cải tạo, giải phóng mặt bằng hoặc mở rộng ngõ thành đường, phố mới nơi nối dài từ phía đầu đường mà phần nối dài không được đặt tên đường phố mới ngoài ra bộ đề xuất đánh số nhà cho các ngõ ngách hẻm có lối ra đường phố mới mở rộng và đã được đặt tên đánh lại số nhà cho các trường hợp một đường phố cũ bị chia thành nhiều đường phố mới hoặc nhiều đường phố cũ được nhập thành đường phố mới và các nhà trung cư sử dụng số căn hộ sai nguyên tắc đánh số Việc đánh số và gắn biển số tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức cá nhân thực hiện yêu cầu giao tiếp, tiếp nhận thông tin, thư tín, liên lạc, giao dịch dân sự, thương mại và các giao dịch khác. Điều này góp phần chỉnh trang đô thị và điểm dân cư nông thôn, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý hành chính, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, việc đánh số và gắn biển số nhà được quản lý, tích hợp kết nối chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia Cơ sở dữ liệu khác có liên quan khi có yêu cầu. Việc đánh số nhà sẽ kéo theo nhiều thay đổi về thông tin của người dân cũng như đời sống thường nhật, hoạt động kinh doanh. Do đó, theo các chuyên gia, quy định này khi triển khai cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, ban ngành tạo thuận lợi nhất cho người dân sau khi đổi số nhà. bạn thân mến đề xuất các công trình vi phạm ở hà nội bị cắt điện nước bộ xây dựng kỳ vọng dẹp loạn số nhà với đề xuất mới đó là hai thông tin tôi vừa gửi tới bạn trong số podcast hà nội tin mỗi chiều hôm nay bạn có ý kiến gì về nội dung này hãy để lại bình luận phía bên dưới để chúng ta tiếp tục trao đổi vào ngày mai thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại